Thưa quý vị, và hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày hôm nay trong cà phê sáng của chúng tôi xin được giới thiệu tới cho quý vị một bộ sưu tập kỷ vật chiến tranh, và chủ nhân của những kỷ vật này cũng đang có mặt ở trong trường quay. Xin được giới thiệu Thượng tá Đào Văn Hà. Xin chào chú ạ. Tôi xin chào các khán giả xem phim truyền hình. Vâng, trước hết thì chú có thể giới thiệu về bộ sưu tập kỷ vật của mình được không ạ? Tôi tên là Đào Văn Hà, quê hương của chúng tôi là ở huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Tôi sưu tầm hiện nay gia đình riêng của tôi có khoảng 6.000 hiện vật chiến tranh. Yeah. Và có rất nhiều các cái kỷ vật nó mang hết sức có ý nghĩa. Yeah. Tại trường quay lúc này thì có những cái đồ vật mà tôi nghĩ rằng là các MC sẽ biết, chẳng hạn như là mũ cối này hay là ống nhòm, đúng rồi. Cầm ở trên tay. Nhưng mà cũng có những cái vật mà khán giả chưa biết. Dạ. Rồi, xin mời anh Hà có thể giới thiệu về chiếc ống nhòm mà anh đang cầm trên tay. Quê hương tôi Đan Phượng, trong các cuộc kháng chiến thì có 2.568 liệt sĩ trên các mặt chiến trường. Khi tôi tiếp xúc các cái người mẹ có chồng là liệt sĩ hoặc có con là liệt sĩ. Khi tôi sang thăm trại thương binh nặng ở bên Thuận Thành, Hà Bắc, rồi tiếp xúc một số các đồng chí mà có con chất độc da cam. Thì tôi nhìn thấy ánh mắt của họ mang ánh mắt để lại dấu tích của chiến tranh. Họ không phải như nhạc sĩ Trần Tiến là còn một chân trên cát đâu, mà họ cụt hết cả. Từ những cái lý do đó tôi quyết định sưu tầm các hiện vật chiến tranh để nhắc nhở các thế hệ mai sau, nhất là thế hệ trẻ, biết được một giai đoạn rất hào hùng của dân tộc Việt Nam. Những kỷ vật mà ngày hôm nay chú mang đến ở đây thì ngoài chiếc ống nhòm ra, còn những kỷ vật nào mà có ý nghĩa đặc biệt trong số rất là nhiều những kỷ vật trong bộ sưu tập của chú ạ? Có lẽ là mình sẽ nói kỹ hơn về những cái kỷ vật này, bởi vì có những cái kỷ vật thì có thể quý vị khán giả sẽ nhìn và nhận ra ngay. Vâng. Chẳng hạn là chiếc mũ cối này, chiếc dây lưng này, hay là chiếc ống nhòm, cái bi đông. Thế nhưng ví dụ chẳng hạn là đây, đây là kỷ vật gì ạ? Bởi vì nhìn này cháu rất là khó để biết đây được. Đây là một chiếc ba lô ạ. Một chiếc ba lô của người đấy nhé. Và hình dáng thì nó bây giờ nó cũng không còn giống như một chiếc ba lô thời nữa. Ngày xưa đấy. Vâng. Câu chuyện nhờ như thế này. Hôm ấy tôi đang ở nhà thì có một đoàn hội cựu chiến binh đến thăm nhà tôi. Dạ. Thì có một bác gái, bác cho cái này ở trong một túi ni lông. Bác có vừa tặng tôi vừa khóc. Bác bảo đây là cái ba lô đựng hài cốt của một liệt sĩ ở chiến trường miền Nam. Vâng. Xong mang ra Bắc, sau khi làm hết các cái thủ tục của nhà nước rồi, về truy điệu rồi, thì gia đình có giữ lại. Vâng. Và cứ cầm bên người. Yeah. Xong đến tặng tôi. Thì tôi thấy đây là một cái kỷ vật của một liệt sĩ thật. Vâng. Mang hết sức ý nghĩa. Mà tôi cảm thấy nhìn thấy họ thì có một bác khoảng ở trên quận Ba Đình, trên 80 tuổi. Thì khi lên nhà tôi, khi thấy nói thì bác có chồng là liệt sĩ, bác cũng khóc ngay. Bác bảo là anh ấy mất thì cái gì ở trên người còn được, còn không, còn cái gì đó nhìn đây thì lại nghĩ đến chồng mình. Vâng. Yeah. Bởi vì khi đi thì họ là những cái người rất là trẻ, rất là khỏe, rất là khát khao sống. Vâng. Nhưng họ cũng khát khao được cống hiến thân mình. Vâng. Cho tổ quốc. Nhưng khi trở về thì chúng ta nhìn thấy những thứ còn lại với họ. Yeah. Thì chỉ là những cái kỷ vật như thế này mà thôi. Yeah. Yeah. Rất là xúc động. Ngoài ra ví dụ như chiếc mũ cối chiếc này mũ thì có cối câu này, chuyện nào ạ? Có một câu chuyện này rất cảm động. Tôi có một người bác ở hàng xóm, bác đi bộ đội, thì tự nhiên bác ấy sang nhà tôi, bác tặng tôi cái mũ này. Bác nói như thế này: cái mũ này là cái mũ của người bạn rất thân ở chiến trường mặt trận Quảng Trị. Thế năm 1968, cái đêm hôm đó trước khi đi hành quân ấy, thì hai người bạn đều tên là Nguyễn Văn Cường. Yeah. Có đổi mũ cho nhau. Tại sao họ lại phải đổi mũ cho nhau ạ? Một cái mũ của nó mũi cụp. À, cái cụp tức là không xòe ra cái mũ này. Vâng. Thì hai ông bộ đội này đổi cho nhau. Vâng. Nhưng không ngờ đêm hôm đó thì cái ông đội Nguyễn Văn Cường này. Vâng. Là liệt sĩ quê ở Vũ Thư, Thái Bình, thì là lái xe trên đường Trường Sơn, thì ngồi trên cabin thì bom nó đánh thì trúng trán chết luôn cabin. Thế là ông này ông cứ giữ cái mũ của cái ông Cường thật này cho đến mãi về sau này, thì ông cứ hay đi con cái bên Úc ấy, thì ông ấy sợ hỏng mất thì ông sang tôi ông tặng. Đây là mũ liệt sĩ của ông Nguyễn Văn Cường. Nếu mà gia đình nào ở quê hương Vũ Thư, Thái Bình có liệt sĩ tên là Nguyễn Văn Cường
hy sinh năm 1968 ở mặt trận Quảng Trị thì đến tôi xin tặng lại để giữ gìn di vật của gia đình mình. Rõ ràng là những cái kỷ vật của chiến tranh bây giờ hiện diện ở trong trường quay lúc này, nhưng mà gắn với nó là những cái câu chuyện mà những cái câu chuyện mà chúng ta có thể hình dung ra một cái thời kỳ rất là hào hùng của dân tộc, của tình cảm của tất cả mọi người. Thế còn chẳng hạn còn cái kỷ vật nào mà có câu chuyện để chúng chia sẻ nữa không? Đây là một cái thắt lưng ra của Trung Quốc sản xuất giúp mình. Thì đây là của ông chú thôi. Ông ấy tên là Đào Văn Khoa, tôi là họ Đào Hà mà. Thì khi ông ra Bắc, ông xin cái thủ tục cưới vợ, thì khi ông trở vào trong chỗ đèo ngang ấy, thì ông bị hy sinh. Thế thì sau khi ông hy sinh xong thì cũng chẳng cưới được vợ, bởi vì là quê hương mới dạm ngõ hỏi thôi. Thế sau này đơn vị có gửi về các cái tư trang, thì tôi là cháu, thì tôi cứ lấy cái này tôi dùng. Tôi dùng mãi hết cả thời gian học cấp 3, thì tôi thấy của chú mình mà đại liệt sĩ, sau này tôi cứ để nhà tôi mới rất nâng niu. Thì với tôi giữ lại để vào bảo tàng. Đây của ông chú tôi đấy. Chú có vừa nhắc đến từ bảo tàng, thì cháu hiểu đây là cách mà chú gọi một cái bộ sưu tập những kỷ vật chiến tranh mà chú đã có được. Vậy thì cho cháu hỏi một chút là đến hiện giờ thì chú đã có bao nhiêu những cái kỷ vật của chiến tranh chú sưu tầm được, và chú đã bắt đầu sưu tầm cái đấy từ bao giờ? Cách đây khoảng 20-21 năm, lúc đó tôi đang đương chức bên lực lượng công an nhân dân, thì tự nhiên tôi thấy các cái hiện vật ở chiến tranh thì nó rất nhiều, ở Việt Nam vẫn còn. Thế tôi mới thấy rằng là cần phải sưu tập. Và tôi cũng rất làm văn nghệ sĩ, và tôi hay tiếp xúc cái văn nghệ sĩ nước ngoài. Thì người nước ngoài họ cũng đến nhà thăm nhà tôi, người Úc, người Mỹ, người Nhật. Thì hiện nay trong cái chỗ khu mà tôi sưu tập được, nó có khoảng 6.000 hiện vật chiến tranh. 6.000 hiện vật. Có cái từ thời Hai Bà Trưng, có thời Pháp. Pháp cũng khá nhiều. Đặc biệt là thời chống Mỹ thì nhiều lắm. Vâng, mình nói gần rất nhiều, nhiều nhất. Thì hiện nay tôi đang muốn là để làm sao, tôi cũng có tặng nhiều nơi, ví dụ ở bảo tàng trên Điện Biên Phủ thời Pháp, họ cẩn thận, họ có điện cảm ơn, rồi quận Cầu Giấy, rồi khu di tích Hòn Hò. Mình cảm thấy họ giữ cho mình thôi. Và họ ghi tên mình. Với một cái số lượng cũng rất là lớn. Phải nói là đồ sộ với những kỷ vật mà chú đã sưu tầm được. Có thể thấy là tình cảm cũng như là sự tâm huyết của chú như thế nào đối với các kỷ vật này. Trong tương lai thì liệu là chú có một kế hoạch hay là dự định như thế nào với bộ sưu tập đáng quý của mình không ạ? Tôi đã mua được miếng đất còn rộng 1.500 trên quê hương tôi. Và tôi cũng sau này tôi sẽ ý định thành một cái bảo tàng tư nhân, sắp xếp nhờ các đồng chí bộ đội bên cục di sản nữa, sắp xếp thành một cái chuyên đề từng thời kỳ, từng binh chủng, và có một cái chương trình thuyết về những các cái kỷ vật mà có ý nghĩa nhất. Đúng rồi. Để các thế hệ sau khi mà họ gặp sau những cái kỷ vật như này thì họ sẽ hiểu về những cái câu chuyện. Khi mà tôi tiếp xúc các em học sinh nhỏ, các cô giáo đến thì phần lớn họ không biết các tên của các cái hiện vật này. Thì mình cứ phải giải thích này, đây là cái bi đông, cái ango này, cái bono này, rồi vân vân. Thế các cháu nó bảo thấy chung chung cháu được biết thế này thì mới biết thế nào ngày xưa của ông bà cháu đi chiến đấu. Đấy. Thì dần dần cái giáo dục truyền thống chính là vậy. Và tôi nghĩ rằng đất nước nào thế thôi. Kể cả từng gia đình, nếu không nghĩ đến lịch sử, không nghĩ đến cái lịch sử của dân tộc mình, thậm chí quay lưng với lịch sử thì đất nước nó không thể phát triển được. Chú cháu hoàn toàn nhất trí với quan điểm đó của chú. Có thể thấy là với những kỷ vật mà chú mang đến trong trường quay ngày hôm nay, cũng như những câu chuyện mà chú chia sẻ, thì thật sự là đối với riêng chúng cháu, những thế hệ trẻ, thì càng thêm hiểu, càng thêm tin yêu và kính phục, cũng như là trân quý và biết ơn sự hy sinh của cả các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Một lần nữa cảm ơn chú rất là nhiều đã đến với chương trình hôm nay.